Phương Ngân khiến dân mạng bồi hồi vì quá giống cố ca sĩ Phi Nhung. Một đoạn clip ghi lại màn trình diễn ca khúc Bậu ơi đừng khóc của Thương Ngân đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý khi từng cử chỉ, điệu bộ, cách hát của cô có nhiều nét tương đồng với cố ca sĩ Phi Nhung. Thiên Ngân là một trong những người con nuôi của Phi Nhung và từng nhiều lần đứng trên sân khấu cùng mẹ nuôi nên có lẽ Thiên Ngân đã chịu ảnh hưởng từ giọng hát đến phong cách biểu diễn của Phi Nhung. Bầu ơi, bầu kia.